giờ trời cứ mưa chạt ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt. Khi lúc tan tầm, người và xe nối nhau bơi trên đường, nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi. Bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi. Nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra. Ở giữa thủ đô sao hoa trắng lệ, đàn cá tung tăng bơi trên vỉa hè. Qua nhịp xe qua, nước cuộn sóng vô nhà ta. Tràn ngập khắp phố, thuyền ghe nước trôi êm đềm. Đèn dầu ta không lo cắt điện suốt bao ngày đêm. Rồi những chàng trai đua ghe giữa đường, làn nước trong xanh thêm sạch phố phường. Từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương. Đài dự báo ba ngày tới sẽ có mưa rơi khắp trời, nên biết bao người ngẩng đầu cao ngó lên mây ngóng đợi, chờ đợi ngày mai đi bơi đúng tại ngã tư này đây. Mà sao nắng lại tươi sáng ló sau ngàn cây. Đài dự báo lao làm tăng lái cho siêu thị, tường trời còn mưa thêm, thiên hạ tích thêm đồ ăn. Thịt cá lạc rau bông dưng hết sạch, chào giá thật cao vẫn không ế. Dù trời không mưa cũng phải cố ăn cả năm. Và trên lá thư này đây, trong nắng mưa hay đêm ngày, ai biết công ngầm cài cao xong đã phát hay chưa. Mặc kệ thành phố văn minh vẫn lụt mỗi khi trời mưa, chúng ta vẫn ngày ngày chờ đợi được bơi mỗi khi trời mưa. Và mời Ngọc Hoàng, phần thi của thần đến đây là kết thúc. Dạ, mọi người xin nhớ bình chọn cho em thông không thoát 08. Em thoát đấy. Và sữa tôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường phố mưa sương giờ ngập nước, sông Hồng. Nước biển đông cũng đông đầy tỉnh mẹ, mây trời lồng lộng cũng phủ kín công cha. Họa hổ họa bì nan họa cốt, vô duyên đối diện bất tương phùng. Con gà củ tác lá chanh, con lợn ổn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng không ngồi, ông ơi đi chợ mua tôi củ giềng. Các ngươi nói gì ta không hiểu, cứ nói thế này đến sáng mai. Trèo lên trái núi Tiên Thai, gặp chim loan phượng gặm hai cái đùi. Đùi với mông gì ở đây? À, Tiên à? Lên mà chưa biết là ai mà với ai chưa xưng tên. Này, định thi luôn phần tài năng à? Đấy là em bình thường vẫn thế thôi, ở nhà em như thế nào lên đây em mới nói nguyên như thế, đã thi thố gì đâu. Muốn biết em là ai nhá, em không bình thường, bắt em chỉ tràn vào nhà bắt biết mặt em là ai ngay. Tóm lại tên là gì? Dạ em tên là Thoát, đệm là Hư Vô, họ em là Thông, tóm lại tên em là Thông Không Thoát. Dạ cởi bẩm Ngọc Hoàng, đây là Táo Thoát Nước ạ. Dạ vâng. Thảo nào, vừa vào đây là đã thấy bốc mùi rồi. Dạ vâng Ngọc Hoàng, đấy là tại môi trường làm việc của Táo Thoát Nước là toàn dưới cống ngầm, cho nên nó mới hữu xạ tự nhiên hương thế đấy. Dạ vâng, đúng là như thế ạ. Dạ đến giờ chân vẫn còn hăm bởi vì ngâm nước cả năm vừa rồi, hôm nay bội hồi, tay sờ vào ngực mà cứ ngỡ ngồi trên phao. Thôi, ông ơi, ông đừng ngồi trên phao nữa, ông sắn quần lên ông lội xuống đi. Này, ngươi hãy trình bày cho ta biết thân phận của mình đi, vì ngươi là táo lạ. Dạ vâng ạ, dạ bẩm tên của thần cũng đã nói lên tất cả, thần là Táo Thoát Nước. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần phụ trách cái việc thoát nước ở dưới hạ giới, từ Bắc, Trung, Nam, chỗ nào cũng có địa bàn hoạt động của thần tất cả. Mọi năm thì chẳng ai nói đến thần làm gì cả, nhưng năm nay thì thần có một thành tích đột xuất cho nên ai cũng phải nhắc tới thần ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Thành tích gì kể ta nghe. Dạ em xin báo cáo ngay bây giờ ạ. Vừa qua ta có trận lụt to quái ơ,
bao nhiêu nước ở trên dồn xuống dưới cổng nghi ngầm đùn lên nay mấy bao ngày đêm ấy. Già trẻ gái trai mừng vui khôn xiết nghĩ bao nhiêu tôm cùng cua và cá đua nhau kéo về sông vào trong nhà mời anh cứ sơi tự nhiên ăn là không mất tiền là mình cứ ăn tự nhiên ăn mà không mất tiền thì mình cứ sơi tự nhiên anh sơi đi cho tôi xin thôi xin hay không xin calo lô cái gì con còn à còn chứ sao này không nghe đây này anh em ơi anh em ơi dô ta dô hay hay dô ta là dô hay anh hò xong má rồi ai mua thịt lợn dô ta dô hay mà phải thịt lợn được bán vào hôm lũ dô ta dô hay rất sạch sẽ mà lại tiệt trùng dô ta dô hay thịt lợn chết trôi ở trên sông dô ta dô hay lôi vào mổ rồi lại mang ra bán dô ta dô hay lợn chết trường mà lại bán rất nhanh dô ta dô hay hay dô ta là dô hay ước mơ lớn của người thành phố dô ta dô hay ta cứ mỗi tháng lại được lụt ra một lần dô ta này ước mơ của ai hả à? Ước mơ của ai mà mỗi tháng lụt một lần mà lụt một lần để làm gì ông hả ông ước thế à không phải tôi hẳn vô miền Trung rồi đó đúng đó chứ cha cộng con đi học đạo lý xưa nay đã thật truyền hàng trăm năm mới có dịp tái hiện trừ các ăn các chì đưa con đi học tuyền bằng ô tô xe máy phân khối lớn chứ đâu có được tình cảm bằng việc cha cộng con đi học như những ngày xưa đó vấn đề văn hóa thể thao này vấn đề này hay lắm đấy Ngọc Hoàng ạ hay ra răng ôi chú chú cha chú cha bất ngờ ý chứ tranh thủ đợt lũ lụt vừa rồi có biết bao nhiêu phường đã tổ chức cho anh em đua xuồng tự chế cây giữa lòng đường ôi vui quá là vui dạ thầy bẩm Ngọc Hoàng vui quá không chịu nổi ta biết, hôm nọ có nhiều người vừa bơi vừa vớt bim bim nghe nói thu nhập khá đó. Chú cha! Đúng đó, đúng đó. Dạ bậc Ngọc Hoàng là cùng trình vì cái hôm nọ mà thần không thể nào về nhà nổi là bởi vì, dạ Ngọc Hoàng hãy nhìn xem. Chiều cường về thành phố nước lũ sắp dâng ngập đường hắn vô trọng rồi còn tóc đê trong nhà có hết chân lên giường mà sao nước vẫn không chịu ra bà con dắt nhau lên lầu mà sao nước vẫn cứ đuổi theo trời ơi hãy xem đi lễ hội bắt cá trong ô tô và lễ hội kéo vó tôm giữa ngã tư đường phố đây là một kỳ tích cả trăm năm cũng không có được giả thưa Ngọc Hoàng hãy nhìn xem lễ hội bắt cá rô trong ô tô có con nó chui cả vào trong ống bô bắt mãi mà không được tối đánh một con lồ nhưng nó mãi không về
buồn quá. Nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu, em chả quan trọng lắm về cái việc không ăn lô ăn đề. Dạ em không buồn về chuyện ấy, nhưng em vui là nước ngập toét cả le, ai biết đến em. Xưa quá, buồn quá. Không nói cái gì đấy. Thôi, ngươi buồn cười. Ngươi là táo thoát nước, ngươi phải chịu trách nhiệm thoát nước. Lên đấy mà kêu ca, có biết bao nhiêu sông ngòi này, ao này, hồ đều bị các anh giao thông này, rồi các anh xây dựng, các anh bê tông hóa này, rồi các anh san lấp mặt bằng. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, mưa một trận như thế đã lụt chứ, dạ chỉ 5 năm nữa thôi, đến nước tắm của người dân cũng lụt là cái chắc. Thôi cười bẩm Ngọc Hoàng, đúng là anh thoát nước nói thế không được, ai đời lại ngập dành cả nước tắm lên thì làm sao mà chịu nổi. Còn cả anh nữa cơ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, các anh ấy dự báo thế nào chứ, cứ dự báo cái kiểu này thì dạ bẩm Ngọc Hoàng cứ liên tục đưa thần vào thế bị động, không thể nào mà lường trước được ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần đã cố gắng hết sức mình rồi ạ. Dạ nhân lực thì có hạn, mà đầu tư cơ sở vật chất thì cũng chưa đâu vào đấy đâu, thần dự báo cố gắng lắm rồi. Dạ ở dưới hạ giới bây giờ người ta cũng chỉ tin có 50-50 thôi ạ. Ở dưới hạ giới bây giờ ra ngoài đường là người ta cứ làm quả sấp ngửa 50 ăn 50. Là cứ tung đồng xu trước khi ra khỏi nhà là sấp thì mưa mà ngửa thì nắng, mà nó quay lóng ngoắng thế nào ông chả báo có gió mùa. Được rồi, ông muốn dự báo chính xác 100% gì? Ông dự báo đấy. Được rồi, đứng vào đây, tôi dự báo cho xem. Thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với phần dự báo thời tiết hôm qua và hôm kia. Tôi điên mất rồi. Sao? Hôm qua và hôm kia là 48 tiếng đồng hồ rồi, ai chẳng biết là nắng hay mưa hay gió mùa, làm sao mà phải dự báo. Thế thì mới trúng 100% được. Thôi đi ông. Này, này cái... ta còn chưa hỏi ngươi đến cái vụ... Vụ gì? Nước thải sông Thị Vải đâu nhá. À, dạ bẩm Ngọc Hoàng, nếu mà nói về vụ nước thải sông Thị Vải ấy, thì chắc chắn là phải khen thần mới đúng. Ô, cái gì? Này tôi cũng thải ra cái loại nước đen ngòm như thế thì các ông làm sao mà biết được môi trường nó bị ô nhiễm. Tôi thải tốt quá còn gì nữa, không đi đâu cả, chỉ có thải ra sông thôi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, nhờ có thần thải đều, thải kín mà lượng thải là ngon lành như thế mà dòng sông nó đen ngòm nên mọi người mới biết là đấy là nó ô nhiễm. Này, về cái chuyện sông Thị Vải mà chúng tôi đi sang năm ta sẽ tổ chức cho ngươi cả một hội thảo, lúc đấy giờ ngươi tha hồ mà nói. Chứ còn hôm nay ấy mà sân khấu này là để dành cho cuộc thi hoa táo. Đúng. Thôi thi cái gì thì thi luôn đi. Đi luôn đi, để trở lại cuộc thi. Xin thưa thần cùng với Ngọc Hoàng, cùng với tất cả mọi người. Dạ, được biết anh Bắc Đẩu và anh Nam Tào đều là những hạt nhân văn nghệ của thiên đình. Mời các anh lên đây yểm trợ. Hôm nay thần sẽ gửi tới tất cả mọi người một ca khúc. Ca khúc mang tựa đề Lụt từ ngã tư đường phố. Giờ trời cứ mưa chạt ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt. Khi lúc tan tầm, người và xe nối nhau bơi trên đường. Nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi. Bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi. Nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này, hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra. Ở giữa thủ đô sao hoa trắng lệ, đàn cá tung tăng bơi trên vỉa hè, qua nhịp xe qua nước cuộn sóng vô nhà ta. Tràn ngập khắp phố, thuyền ghe nước trôi êm đềm, đèn dầu ta không lo cắt điện suốt bao ngày đêm. Rồi những chàng trai đua ghe giữa đường, làn nước trong xanh thêm sạch phố phường. Từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương. Đài dự báo 3 ngày tới sẽ có mưa rơi khắp trời, nên biết bao người ngẩng đầu cao ngó lên mây ngóng đợi, chờ đợi ngày mai đi bơi đúng tại ngã tư này đây. Mà sao nắng lại tươi sáng ló sau ngàn cây. Đài dự báo lao làm tăng lái cho siêu thị, tưởng trời còn mưa thêm, thiên hạ tích thêm đồ ăn. Thịt cá lạc rau bông dưng hết sạch, chào giá thật cao vẫn không ế. Dù trời không mưa cũng phải cố ăn cả năm. Qua trên lá thư này đây, trong nắng mưa hay đêm ngày, ai biết công ngầm cài đào xong đã phát hay chưa. Mặc kệ thành phố văn minh vẫn lụt mỗi khi trời mưa, chúng ta vẫn ngày ngày chờ đợi được.
phần thi của thần đến đây là kết thúc nhỉ. Dạ, mọi người xin nhớ bình chọn cho em thông không thoát 08. Em thoát đấy.